Thưa quý vị, văn hóa biển là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam, thống nhất trong đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Đà Nẵng là thành phố biển có nhiều di sản văn hóa, những lễ hội đặc sắc gắn với vùng biển Quảng Nam Đà Nẵng. Văn hóa miền biển Đà Nẵng đã được Bảo tàng Đà Nẵng tái hiện đậm nét với nhiều hình thức khác nhau. Tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2023 vừa qua, góp phần quảng bá và tôn vinh những giá trị di sản văn hóa biển của thành phố Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Triển lãm ảnh chuyện làng biển hay triển lãm tranh ký họa ký ức làng chùa đã giúp cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ cảm nhận chân thật về câu chuyện của các làng ven biển Đà Nẵng với nghề đánh bắt và chế biến hải sản truyền thống, cũng như những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, đời sống sinh hoạt của cư dân Vạn Chai. Bên cạnh đó, hồi tưởng về ký ức không quên của Đà Nẵng với khu làng chùa ven sông Hàn và những phận người sống kiếp nhà chùa vui ít buồn nhiều. Em được tham gia những hoạt động như là xem triển lãm tranh về nước mắm Nam Ô, về biển Mỹ Khê, về những bãi biển đẹp và những người dân thân thiện. Em cũng mong là ngày hội này sẽ được tổ chức thường xuyên mỗi năm để em có dịp tham gia và hoạt động trải nghiệm nhiều hơn ạ. Biển sống trong từng hơi thở, giọng nói của những con người ăn sóng, nói gió, gắn cả đời mình với biển. Và chính những người con của biển là những người biên sự biển, sáng tạo, gìn giữ và lưu truyền những giá trị di sản văn hóa biển vật thể và phi vật thể. Ông Huỳnh Văn Mười, một ngư dân lâu năm, người con của làng biển đã có những chia sẻ mộc mạc, thâm tình về nghề đánh bắt cá, đàn lưới và làm nước mắm của người dân Mân Thái từ bao đời nay, tại Tốt Sâu, nghe sử làng biển. Nếu mà mình mất văn hóa biển thì mất nước đó, cho mình tin chắc là rằng là như vậy. Những con người con á, chỉ có làm biển mới giữ được biển đảo. Đà Nẵng có đường bờ biển dài 92 km, vì vậy một bộ phận cư dân Đà Nẵng từ xa xưa đã bám biển, sống bằng nghề biển và hình thành nên các làng chài ven biển như Nam Mô, Mân Thái, Mỹ Khê, Thanh Khê. Từ trong quá trình sinh tồn, những nét văn hóa của cư dân vùng biển dần được hình thành và góp phần làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa vùng miền. Những hoạt động tại ngày hội như đàn lát các ngư cụ truyền thống, làm lưới gai và nhuộm lưới, trải nghiệm làm mắm nêm, mắm sổi và cà phê mắm thực sự đã lột tả được đời sống bình dị của người dân miền biển. Cũng là muốn một cơ hội giao lưu gắn kết giữa những người cùng hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa cũng như là những cộng đồng cư dân sống ở biển, vùng biển của Đà Nẵng. Và đây cũng là những tiền đề khởi đầu cho một việc hình thành một bảo tàng biển tại Đà Nẵng trong tương lai. Thông qua các hoạt động được sắp xếp theo ba chương gồm chuyện làng biển, hùng biển và biển trong đời sống đương đại, Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2023 với chủ đề về miền di sản biển Đà Nẵng đã góp phần kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị di sản miền biển, để những di sản này không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố mà còn nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.